Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Farm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Appboss New được sản xuất tại Agimex Farm. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Abbott New cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Abbott New Acabos 100mg Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Abbott New Đơn trị liệu như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điều trị đái tháo đường TIP2 không phụ thuộc insulin ở người, tăng glucose máu, đặc biệt tăng gluco máu sau khi ăn, không kiểm soát được chỉ bằng chế độ ăn và tập luyện. Phối hợp với sulfonylurea như một thuốc phụ trợ chế độ ăn và tập luyện để điều trị đái tháo đường TIP2 ở người bệnh tăng gluco máu không kiểm soát được bằng Acabos hoặc sulfonylurea dùng đơn độc. Chống chỉ định khi dùng thuốc Abos New. Quá mẫn với Acabos hoặc các thành phần khác của thuốc. Viêm nhiễm đường ruột, đặc biệt kết hợp với loét do thuốc có khả năng tạo hơi trong ruột không nên dùng cho những người dễ bị bệnh lý do tăng áp lực ổ bụng thoát vị những trường hợp suy gan tăng enzym gan hạ đường máu đai tháo đường nhiễm toàn thể xê tông phụ nữ có thai và cho con bú liều dùng và cách dùng thuốc abos new thuốc này dùng cho người lớn kể cả người cao tuổi luôn luôn dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ Liều dùng được bác sĩ điều chỉnh tùy theo độ dung nạp và đáp ứng ở từng bệnh nhân. Liều thường dùng như sau. Liều khởi đầu, uống một viên trên lần, một hoặc hai lần trên ngày, sau đó sẽ tăng liều đến 3 lần trên ngày. Nếu gặp biến chứng khó chịu do phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn kiêng thì không nên tăng liều hơn nữa, mà khi cần có thể phải giảm liều. Liều tối đa là 200mg trên lần 13 lần trên ngày. Thuốc này không dùng cho trẻ em và thanh thiếu niên người suy thận có creatinine huyết thanh lớn hơn 2 mg trên dữ liệu. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Abbott New. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. Vì có những trường hợp tăng enzyme gan nên cần theo dõi transaminase gan trong quá trình điều trị bằng Acabos. Có thể xảy ra hạ gluco máu khi dùng Acabos đồng thời với một thuốc chống đái tháo đường sulfonylurea và trên hoặc insulin khi điều trị hạ gluco máu, phải dùng gluco uống, dextrose, mà không dùng sacrose vì hấp thu gluco không bị ức chế bởi acarbose. Acarbose không có tác dụng khi dùng đơn độc ở những người bệnh đái tháo đường có biến chứng nhiễm toan, tăng xê tông hoặc hôn mê. Ở những trường hợp này, phải dùng insulin. Tác dụng phụ của thuốc new Thường gặp, ADR lớn hơn 1 trên 100, chóng mặt, nhức đầu và hạ huyết áp thế đứng liên quan đến liều dùng tụt huyết áp có thể xảy ra đặc biệt ở người bệnh bị giảm thể tích máu, như khi người bệnh đang dùng thuốc lợi tiểu liều cao, suy thận và giảm huyết áp nặng khi có hẹp động mạch thận hai bên. ít gặp 1 trên 1.000 nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 1 trên 100 ban da mày đay ngứa phù mạch tăng enzyme gan tăng kali huyết đau cơ đau khớp hiếm gặp ADR nhỏ hơn 1 trên 1.000 ho rối loạn hô hấp đau lưng rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi, giảm bạch cầu trung tính. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Không dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc. Trong khi điều trị bằng Acabos thức ăn chứa đường ăn saccharose, đường mía, thường gây khó chịu ở bụng hoặc có khi ỉa chảy, vì carbon tăng lên men ở đại tràng. Acabose có thể cản trở hấp thu hoặc chuyển hóa sắt. Vì cơ chế tác dụng của acabose và của các thuốc chống đái tháo đường Sulfonylure hoặc B1ID khác nhau, nên tác dụng của chúng đối với kiểm soát gluco máu có tính chất cộng khi dùng phối hợp. Vì có thể làm giảm tác dụng của acabose, cần tránh dùng đồng thời với các thuốc chống axit cholesterol, các chất hấp phụ ở ruột và các enzyme tiêu hóa. Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những thuốc đang sử dụng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Abosnew, New, đồng thời biết cách sử dụng Abosnew New sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.